Thế giới ở trong tù luôn là điều thu hút hàng triệu người tò mò, không biết cuộc sống của các băng đảng xã hội thâm như thế nào, thì đây chính là hiện thực của các tù nhân. Cá lớn đòi nuốt cả cá khổng lồ, và cái kết không đắng thì cũng chua loét. Thanh niên đầu khớp này chính là tù nhân bố đời ở trong trại giam này. Dầu sôi có thể làm chín thịt lợn, thì cũng có thể là làm chín thịt người. Đây là cách mà đầu khớp tra tấn ông cháu gián điệp này, nhẹ nhàng múc một thìa dầu ăn đang sôi, rồi đổ thẳng xuống chân của thanh niên xăm trổ, có lẽ là làm thịt người lướt ván. Ôi rồi ông cháu sướng quá, gào rên ầm ĩ, khổ nỗi, bị bịt mồm rồi nên kêu cũng không đã mấy. Đây có lẽ là thanh niên cứng nhất năm, bị tra tấn đến thế rồi mà vẫn không khai ra người đứng đằng sau chỉ thị, cứ để anh phải cáu. Đầu khớp không một động tác thừa nhanh chóng múc thêm một gáo dầu nữa, tay sai của thanh niên xăm trổ éo chịu được nữa, phọt ra luôn sự thật. Người đứng sau chỉ thị hắn giết đầu khớp trong nhà tù này chính là Sugar Daddy đầu trắng hơn cả tương lai của bạn. Vì thấy đầu khớp vô dụng quá, vận chuyển mấy gói mai thì bé tí bằng con ruồi thôi mà cũng bị bắt vào tù, nên ông ta đã cử thanh niên xăm trổ này, biết được sự thật tưởng đầu khớp tha cho mình. Nhưng cuộc sống mà bất ngờ chưa ông già, thay vì đổ dầu sôi lên chân thì bố ý đổ con mẹ lên đầu nó. Thế là xong, cụ đi chân lạnh toát. Một hôm trong tù, mấy thanh niên ăn no rảnh rỗi sinh nông nổi, lại đem nhau là tấu hề. Và đây tát không trượt phát lào là có thật. Cuộc thi đang rất chi sôi nổi, mấy ông cháu gào như mẹ chết. Anh lợn này tưởng rằng mình đã vô địch rồi, nhưng không bé ơi, một thanh niên bé bé còi còi như miếng thịt ba chỉ xuất hiện đòi khiêu chiến với anh lợn. Với thơm niên được giang hồ đồn đại là bắc phoi đẳng cấp, anh tự tin mình có thể đè bẹp xí thằng lợn này, đem chấm muối tây ninh cho cả nhà tù ăn. Nhưng chưa gì đã bị thằng lợn nó ra chiêu tát cho bay cả não con mẹ nó rồi còn đâu. Sau ba phát vả đến lệch cả mồm, thanh niên bắc phoi không chịu được nữa, bật lại bằng một cú đấm xuyên thời đại, khiến anh lợn tử trận ngay tại chỗ. Kiểu chơi điều này tuy lòe mắt được mọi người, nhưng lại không qua được mắt của đầu khớp. Không những thế, anh còn thấy rất có hứng thú với bác Phoi, nên hôm sau đã chủ động đến phòng tìm, và nói rằng bác Phoi đã đấm chết hôm nay chính là đàn em của anh, nên cảnh cáo rằng bác Phoi đừng có gây chuyện nữa, không cẩn thận lại ăn kẹo đồng từ các thế lực đen tối khác. Đầu khớp cảm thấy bác Phoi là một cậu nhóc không tồi, nên có ý muốn bảo làm đàn em của mình thế chỗ thằng lợn kia, mày chả được cái quần gì ngoài cái đẹp trai, rồi nguây nguẩy đít đi về. Hôm sau, bác Phoi tìm hiểu đầu khớp qua một ông già kỳ cựu mọt sách trong tù, và được biết rằng đầu khác là người mà không ai dám động vào cả, kể cả quản giáo, đang buôn chuyện bon mồm. Thì từ đâu đó xuất hiện một thanh niên nhìn có vẻ hổ báo cáo mèo, hắn ta vào tù vì tội lắm mồm, nghe nói là cũng không phải dạng vừa đâu, đàn em ở trong tù cũng đông như quân nguyên, khí thế cứ phải gọi là hừng hực, đi đến đâu là cũng có người xếp hàng chồng đít lên chào, giống như một vị tiên nhân đã đắc đạo vì lúc nào cũng tỏ ra mình là tri thức. Đầu khớp biết được rằng tên này vừa mới vào tù đã có uy thế như thế rồi, người dùng nắm đấm để được làm đại ca như anh căn bản không là cái con mẹ gì đối với hắn, nên đã chủ động tiến đến bày tỏ sự yếu đuối với mong muốn được cống hiến hết mình cho đại ca mới, nguyện hy sinh tấm thân trai 12 bến nước để phục vụ ngày lẫn đêm để cùng nắm quần cùng hắn. Nhưng đáp lại là cái cười khinh bỉ, và điều gì đến cũng sẽ đến. Không những thế, còn nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt, đầu khớp bị bọn giám ngục đã bị mua chuộc, lôi đến khu bẩn thỉu nhất của nhà tù ở, mà thời gian trước đó khi anh làm đại ca, đã tình thương mến thương với bọn chúng để buôn lậu thuốc lá số lượng cao. Không những thế còn bị tẩn cho méo cả mồm không thấy đường về quê mẹ. Sau đó nhà tù trở thành vương quốc của hắn tạ, ăn chơi trác táng, tất cả người ở trong này đều nghe theo lời hắn. Còn đầu khớp thì bị nhốt vào phòng giam tối tăm. Anh không hiểu sao mình éo làm gì thằng dởm kia mà suốt ngày nó đến gây chuyện, chắc chắn là có lý do. Không cẩn thận ngày này sau, cỏ xanh mộ rồi cũng nên. Đầu khớp buộc phải nghĩ cách nhanh chóng thay đổi cục diện. Lúc này thanh niên bắc Phoi não nhảy số nhanh, liền lập tức đưa ra chủ ý. Sau đó hai người đến phòng của trưởng cai ngục. Bắc Phoi tố cáo đầu khớp, thực tế chính là uy hiếp trưởng cai ngục. Đầu khớp buôn lậu thuốc lá trong tù là vì trưởng cai ngục cũng có cổ phần. Một khi để cấp trên biết được, trưởng cai ngục nhất định sẽ không thoát khỏi liên quan. Hơn nữa họ đã gửi bức ảnh này ra bên ngoài, một tuần sau mà không liên lạc được hoặc là cấm thăm tù, bức ảnh sẽ được gửi tới phòng công tố. Tội của đầu khớp nhiều nhất chỉ thêm một năm tù, còn trưởng cai ngục thì làm gì đẻ được trứng nữa. Cuối cùng trưởng cai ngục vẫn phải chịu thua trong sự uy hiếp. Thế là đầu khớp gọi các đàn em trở về, lấy lại quyền lực dưới sự ngầm đồng ý của trưởng cai ngục. Thanh niên hổ báo éo chấp nhận được liền cử người đi ám sát đầu khớp. Nhưng ngay lúc tên đàn em định ra tay thì vừa kịp lúc bác Phoi đi qua nhìn thấy, nghĩ lại ân tình của đầu khớp, bác Phoi không một động tác thừa, nhảy bổ vào ngăn tên đàn em cứu đầu khớp, và sau đó thì không có sau đó nữa. Còn bên này ông chú Daddy sai thằng cháu đít nhôm của mình đi điều tra,
Tại sao tên đại ca mới lại bị chết trong tù, trong khi đó nhiệm vụ cắn chết đầu khác vẫn chưa hoàn thành, mà thằng cháu Đít Nhôm lại là người bạn thân, chung chăn chung giường thông đít nhau với đầu khác từ bé ở trong cô nhi viện, vì bác Phoi bé nhỏ đã cứu mạng đầu khất, giúp anh lấy lại quyền lực bố đời mẹ thiên hạ trong này, nên những ngày sau đó họ sống rất vui vẻ, nhiều túp lều tranh hai quả tim vàng. Cũng may bác Phoi là trai thẳng chính hiệu chứ không thì cửa hàng tạp hóa lại nhập số lượng lớn dầu ăn rồi. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Vào ngày đẹp trời nọ, bác Phoi nhận được cuộc gọi từ đội trưởng cảnh sát, hỏi anh ấy tình hình bây giờ như thế nào rồi. Hóa ra bác Phoi không phải là tên lưu manh, mà là cảnh sát nằm vùng, nhìn cái mặt này là đã nghi từ đầu rồi mà. Vì ông chú Daddy là đại ca của đầu khất, kinh doanh là công ty mậu dịch hải sản, thực chất là làm các giao dịch mua bán ma túy và buôn lậu với bọn xã hội thâm Nga. Để có được bằng chứng tội phạm, đội trưởng đã cử bác Phoi vào tù để tiếp cận đầu khất, nhưng nghĩ đến thời gian bị cấm trịch xã giao, bác Phoi tất nhiên là éo đồng ý rồi. Nhưng đội trưởng lại đưa ra một điều kiện vô cùng béo bở, đó là sẽ đi tìm Thận để ghép cho mẹ của bác Phoi và thanh toán toàn bộ chi phí trị liệu. Lúc này, bác Phoi mới bắt đầu đi làm và đang gặp khó khăn về tài chính. Anh bất đắc dĩ phải đồng ý. Cùng lúc đó, đội trưởng cử một nội gián khác tiếp cận ông cháu Đít Nhôm. Kết quả bị phát hiện và bị giết một cách dã man. Vì vậy chỉ có hy vọng duy nhất vào bác Phoi. Đội trưởng liên lạc lần này nói rằng tìm được nguồn thận thích hợp sắp được phẫu thuật rồi, khiến bác Phoi sướng như điên, cảm thấy nỗi khổ 2 năm hoàn toàn đáng giá. Nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời. Một lần đi trên phố, mẹ của bác Phoi đã bị một container to tổ bố đâm chết không kịp ngáp, mà thanh niên này lại chính là đàn em của đầu khất. Đến đây là mùi đờ ra ma bắt đầu nổ ra rồi, đúng chuẩn xác con mẹ nó luôn. Đầu khất đã biết thân phận thật sự của bác Phoi thông qua thằng cháu Đít Nhôm. Nó nói rằng bác Phoi là cảnh sát ngầm cùng một thằng nữa đã bị nó bắn chết từ lâu rồi, khuyên đầu khất hãy cẩn thận, mà đầu khất lại không muốn mất đi nhân tài nên đã lôi kéo bác Phoi về team mình, nếu không thì sẽ giết chết anh, bởi vậy mới ra tay với mẹ của bác Phoi. Anh em trên bến dưới thuyền mà như thế này là dở rồi, các con vợ lót xếp hóng thôi. Lại được con mụ đội trưởng cũng biết được điều đó, nhưng lại không nói cho bác Phoi nghe, vì sợ anh sẽ làm hỏng kế hoạch của tổ điều tra. Bác Phoi không chấp nhận được sự thật đau đớn này, anh cầu xin đội trưởng nghỉ một ngày, ra tù tổ chức tang lễ cho mẹ và gặp mẹ lần cuối. Nhưng đội trưởng éo đồng ý, bảo mày về giờ này là toang cả lũ luôn, nên không thể nhận được tạm tha. Bác Phoi chỉ còn duy nhất một người ở trên đời này, đó chính là mẹ, mà bây giờ đội trưởng lại nói nghe như đấm vào tai như thế, thì chấp nhận thế éo nào được. Anh bèn uy hiếp đội trưởng nếu không cho mình ấy ra ngoài, anh ấy sẽ nói ra mọi chuyện cho đầu khất, nhưng lại bị đội trưởng khe lại, cô sẽ xóa bỏ hồ sơ cảnh sát của bác Phoi, đến lúc đó đều bất lợi giữa hai bên. Mà đầu khất bên này tận dụng thời cơ dùng mối quan hệ để giúp bác Phoi tạm tha một ngày, về nhà từ biệt với mẹ. Đứng giữa hai phe, trong lòng bác Phoi đã bắt đầu dần nghiêng về phía đầu khất. Trong cuộc trò chuyện tâm sự vùng kín, bác Phoi cảm thấy tội lỗi hơn với đầu khất, nên đã thú thật rằng mình là cảnh sát. Đầu khất bên ngoài thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bên trong điều này cũng chứng minh được rằng bác Phoi đã lấy được lòng tin của đầu khất. Một năm sau đó, hai người được ra tù. Sòi oi, ai có thể ngăn cản tôi trước cái vẻ đẹp trai này chứ? Ra tù mà cũng ngầu chết đi được, đeo đồng hồ giám sát thực thụ như Ricky, đẹp trai quá. Vừa ra khỏi cổng ngục thì đầu khất đã đứng chờ anh trong chiếc xe thể thao ngầu đét ở chính giữa trước cổng ngục, có đầy đủ đội ngũ chào đón đứng dàn hàng như đa cấp ở bên cạnh. Ra khỏi tù ăn đậu phụ hình hamburger giải xui thôi nào. Không những thế mà còn có món đậu phụ khác ngon hơn cơ. Nhưng đậu phụ này lạ lắm, vừa trắng vừa tròn, hết nước chấm cho bác Phoi. Hết nước chấm, đủ hiểu mối quan hệ của hai người tốt đến mức chưa chén nhau mà thôi. Sau khi ra tù, hai người phối hợp ăn ý, đóng góp nhiều cho tập đoàn của Daddy. Danh vọng của đầu khất cũng dần tăng cao, địa vị của bác Phoi đang dần tăng lên dưới sự hỗ trợ của đầu khất. Còn ông chú Daddy thì vô cùng không vui, chỉ vì đầu khất phụ trách chuyện giao dịch em Mai Thúy với bên Nga, ông ta đã tìm cơ hội giết đầu khất từ lâu rồi. Tuy nhiên ông ta không biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của người khác từ lâu rồi. Hôm nay đầu khất đưa bác Phoi đi lấy Mai Thúy, nhưng cho dù hai người thân thiết như anh em, đầu khất lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên có kinh nghiệm nhìn người, anh vẫn không thể hoàn toàn tin bác Phoi. Điều này khiến bác Phoi vô cùng áy náy, vì dốc hết tâm can cho đầu khất, nhưng đổi lại là sự nghi ngờ. Bác Phoi vô cùng áy náy vì sự chất vấn của đầu khất. Anh đưa bác Phoi đến nơi bỏ hoang mà anh thường tới một lần, chỉ có nơi này mới khiến tâm trạng đầu khất mới buông lỏng hoàn toàn. Bây giờ ngay cả đại ca mà anh ta trung thành 20 năm, lão già Daddy, cười hi hi ha ha với đầu khất ở bên ngoài, nhưng quay lưng thì muốn đâm một nhát, nên đầu khất không thể tin tưởng ai cả. Sau khi nghe những lời của đầu khất, bác Phoi cũng hiểu những khó khăn của mình, nói rằng vẫn sẽ tin tưởng đầu khất vô điều kiện. Hôm sau, bác Phoi đến hẹn lại lên,
hẹn cùng chỗ cũ với đội trưởng. Hóa ra đội trưởng muốn thăm dò sự trung thành của Bác Foy và đảm bảo rằng anh ấy sẽ lấy được bằng chứng trong phi vụ giao dịch Mai Thúy lần này. Trước khi đi, Bác Foy vẫn ngoảnh đầu nhìn lại hỏi, hung thủ tông chết mẹ anh ấy đã tìm được chưa? Đội trưởng cho biết cảnh sát đang cố gắng hết sức để điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Con mẹ này lì thiệt chứ, đến giờ này vẫn không thèm nói ra sự thật. Vào ngày giao dịch, Bác Foy đã báo trước thời gian và địa điểm giao dịch cho đội trưởng. Nằm gai nếm mật 3 năm trời chỉ để đợi một câu nói này của Bác Foy, cô lập tức hợp tác với nhiều bộ phận để thiết lập một cuộc bao vây. Lúc đám người ông chú Daddy và đi vào nhà kho của bọn ngang ngố không bao lâu, đội trưởng ngay lập tức mở chiến dịch truy bắt một số lượng lớn những người liên quan đến vụ án. Chủ tịch Sugar Daddy và những người khác đã bị bắt cùng nhau, nhưng khi đội trưởng Chun cho rằng đã thành công, thì các vật phẩm hai bên giao dịch đều là vật dụng hợp pháp. Thế là bao nhiêu công sức cuối cùng cũng đổ sông đổ bể hết chỉ vì nóng lòng bắt chứng cứ. Sau khi đội trưởng Chun đưa mọi người đi, giao dịch Mai Thúy chân chính mới bắt đầu. Sự thật chính là do Bác Foy đứng đằng sau, làm thuốc được bọc chống nước, buộc túi muối vứt xuống biển. Khi hết thời gian, muối sẽ tan, Mai Thúy sẽ nổi lên mặt nước. Hai bên kiểm tra hàng hóa và em Thúy. Giao dịch hoàn thành. Sau khi giao dịch xong, đầu khất cũng không giấu giếm nữa. Dưới sự hợp tác của bọn người ngang ngố, anh ta giết chết Daddy, trở thành người cầm quyền thực sự của tập đoàn. Bên này, đội trưởng Chun đã nhận ra được sự thật đằng sau rằng Bác Foy đã tạo phản. Vì vậy lập tức thẩm vấn Bác Foy, thấy anh thà chết không chịu khai. Thì cô lấy ra đoạn video giám sát lúc mẹ anh bị tông chết. Ôi rồi ôi, một đòn chí mạng với Bác Foy. Anh nhận ra rằng chính đầu khất đã giết mẹ mình. Bác Foy suy sụp ngay tại chỗ, éo thể tin nổi anh coi đầu khất như anh ruột, mà lại bị đầu khất coi thành công cụ để lợi dụng. Mặc dù Bác Foy cũng hận đội trưởng Chun, nếu không phải cô ấy che giấu, thì sao anh lại cơm bưng nước rót cho kẻ thù giết mẹ làm cái éo gì? Nhưng Bác Foy vẫn phối hợp với đội trưởng Chun liên lạc với đầu khất, nói dối có người mua chuộc mình. Anh ấy phải tiếp nhận điều tra nội bộ, mà đầu khất cũng sẽ có nguy hiểm. Hai người họ phải mang theo hàng hóa tránh đầu ngọn gió. Đầu khất bây giờ tin tưởng lời của Bác Foy, người duy nhất biết thân phận cảnh sát của Bác Foy ngoài anh ta ra, chỉ có thằng cháu Đít Nhôm mà thôi. Đêm đó, đầu khất hẹn Đít Nhôm đến văn phòng và giết chết anh ta. Trước khi chết, Đít Nhôm bảo đầu khất hãy tỉnh táo đi, đừng để Bác Foy dụ dỗ. Đầu khất cũng cảm thấy mơ hồ khi ở cạnh với Bác Foy một thời gian dài. Đầu khất đã có tình cảm anh em sâu đậm, anh ấy vẫn còn một tia hy vọng cho Bác Foy, vì thế đã đến nhà kho bỏ hoang như đã hứa. Sau khi xuống xe, đầu khất liếc thấy ngay đám người đội trưởng Chun đang ngụy trang trên xe giám sát gần đó, nhưng anh ta vẫn đi vào gặp Bác Foy. Đầu khất không hề chỉ thẳng ra mà nói trong nước mắt, khi họ bán được hết số hàng này thì rửa tay gác kiếm được không? Nếu là trước đây, Bác Foy không cần nghĩ mà sẽ đồng ý ngay. Dù sao trước đây anh cũng nói những câu như vậy với đầu khất, nhưng bây giờ kẻ thù giết mẹ ở ngay trước mắt, Bác Foy nói thẳng ra việc mẹ mình bị giết, cho dù bản thân anh không ra tay được thì cảnh sát cũng sẽ không tha cho đầu khất. Đầu khất biết chuyện bại lộ, liền rút súng chĩa vào Bác Foy. Nhưng đối mặt với Bác Foy, đầu khất không thể ra tay, anh không còn là ông trùm máu lạnh và tàn nhẫn trong nhà tù nữa. Lúc này, người của đội trưởng Chun nghe lén thấy Bác Foy phá hỏng kế hoạch nghe lén, liền cử người bắt đầu khất. Hai bên xảy ra cuộc nổ súng. Đầu khất đã trải qua bờ vực sống chết nhiều năm, căn bản không coi trọng đám người này. Bác Foy cũng chỉ trơ mắt đứng bên cạnh nhìn. Có lẽ kết cục tốt nhất cho anh ấy là cả hai bên cùng chết. Sau một hồi đấu súng, đầu khất bị thương ở chân và cảnh sát bị tiêu diệt hết. Sau một hồi đấu tranh, anh ta khập khiễng, mắt đẫm giọt lệ, chuẩn bị lái xe rời đi. Ai ngờ một chiếc xe lao đến, tàn nhẫn đâm vào đầu khất. Hóa ra là đội trưởng Chun đang đợi bên ngoài. Đội trưởng Chun ra khỏi xe và tìm thấy chìa khóa xe từ đầu khất. Quả nhiên phát hiện một lô hàng Mai Thúy. Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ luôn hai nháy. Bác Foy bất ngờ xuất hiện và bắn chết đội trưởng Chun, rồi đến chỗ đầu khất bị trọng thương. Đầu khất biết rằng Bác Foy sẽ không tha cho mình, liền nói với Bác Foy, đừng phạm một lỗi y như mình. Cuối cùng, Bác Foy bóp chết đầu khất. Đầu khất là một ông trùm tàn nhẫn giết người không ghê tay lại kết thúc bằng một kết cục bi thảm. Bác Foy đạp trai đơn thuần bị người ta lừa gạt, lợi dụng thì lại biến thành chê ho thứ hai. Được rồi, đừng quên ấn thích, chia sẻ và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Hẹn gặp các bạn lần sau. Bye bye.